với một đứa không biết ăn cay mà cho nó ăn cùng một lúc quá nhiều món cay thì sẽ như thế nào? Xà nấp thì mất bộ, sữa chua ớt sắt và kem đánh răng thêm bù tạc. Bánh ngon quá. Bánh ngon cho ăn với, cho ăn với. Mày xin ăn thì lẹ lắm. Chứ sao, có ăn là phải xin. Ngon ha. Ừ. Anh ấy nghe nãy chặt đầu chưa? Nay cũng không có nắng lắm mày. Nữa, hẹn nữa. Rồi xong rồi ha, hai ba bữa nữa tao nói hết đồ bọn. Ê sao cay dữ vậy? Gì cay? Vậy tao biết. Bánh hôm nay nó cay bất thường. Bình thường tao ăn con bánh nó đâu có cay gì đâu. Cay không? Có cay, cay không bình thường. Nếu mà cay như vậy sao mấy đứa con nít tao ăn được ta? Không biết nữa, giờ cay quá rồi, ăn sữa chua đây cho bớt cay quá. Tao hủ mày hủ. Ê, dẹp dẹp, màu sáng rõ ràng tao hỏi rồi không ăn. Người ta mua có hai hủ, giờ xin hai hủ là hai hủ của tao. Ủa, một lần mày ăn tới hai hủ luôn hả? Đúng rồi. Bình thường là ăn một hủ nhưng mà hôm nay cay quá, phải ăn hai hủ cho bớt cay. Cái gì đó? Thảo là cay quá vậy. Mày có ớt đúng không? Tao nghe cái mùi ớt nè, cái mùi ớt, y xì cái mùi ớt luôn. Ôi, cay quá. Nè, cái này bỏ cái này vô cho. Cái gì vậy? Cái này còn cay lắm rồi hả? Nghe nói dạo này trôn bù tạc đang hot, hôm nay sẽ làm món trà sữa sashimi bù tạc nha. Cảm giác được hút cả cục bù tạc sẽ như thế nào ta? 2, 3, bắt đầu. À, thôi đừng giận rồi nè, uống cái trà sữa đi, trà sữa ngon lắm đó. Mày cái gì đây nè, để tao thử thôi coi. Thử đi, trời trà sữa ngon lắm. Này, này tao nấu nhiều sữa. Thiệt mà, sữa không luôn. Trời ơi, ghê lắm. Ủa sao vậy, trà sữa không ngon hả? Nó nghe nè, đang làm gì vậy? Nè, tao có trái xoài mới mua nè, gọt ăn. Gọt đi tao mày ăn. Tao mày gọt đi, kêu tao. Ủa, tao bỏ tiền ra tao mua rồi thì mày gọt đi. Bạn bè kiểu gì á? Con này nó làm cái gì mà lâu dữ vậy ta? Trời ơi, đây là nó gọt xoài cho em ăn đó mọi người. Trời ơi, kêu nó gọt xoài mà coi nó kìa. Mày xong phim mày chiến này với tao rồi. Hết nói nổi rồi mọi người, không thể nào tưởng tượng được. Trời ơi. Nè, xong rồi. Cái gì đó? Mày xài, mày gọt bằng cái gì vậy? Trời, sao tao kêu mày đi gọt vỏ mà sao mày mày cả hấp tao đúng vậy? Thì mày đâu có nói với tao là phải xài dao gọt. Hồi xưa đó là tặng gọt gì không mẹ? Trời ơi, vậy sao tao dám ăn? Miệng mồm dính tùm lum kìa. Trời ơi, mày xong phim mày với tao chết thầy rồi. Hay con ma này lúc trước nó có túi. Mở cái túi đi. Cái này là biểu hiện của mấy cái đứa sợ ma mà hay thích coi phim ma nè. Quay qua coi đây. Nhìn lên đi kìa. Ơi mấy con ma tấn công dưới thành phố rồi nhanh lên. Ơi sao cái con ma này trắng mà cái con ma nãy đen dữ vậy ta? Ừ, nó đắng chắc tại nó ít dân nắng hơn con ma kia. Nội đi, mày cứ che mặt lại không ơn. Công nhận cái bộ phim này hấp dẫn lên. Ý là cái tập này hay ghê luôn á. Ừ, hay hay. Nãy giờ coi nó hay lắm, coi đáng mắt lắm. Ừ, kỹ xảo đồ, nó dữ lắm. Ủa? Vậy là mày coi dữ chưa? Nãy giờ tao thấy mày che mặt không chứ mày có coi đâu. Ừ, đại cái khúc này nó ghê quá. Nên là tao che lại hồi mày kể tao nghe rồi. Tao khúc hết ghê rồi. Ủa? Mày tao mày có. Ủa coi vậy còn ý nghĩa gì nữa trời.
Thôi để tao ra tao lấy trái cây. Nãy giờ tới đâu rồi? Thôi đang coi nè, tụi nó tấn công vô thành phố rồi nè, nó đang khu phục được 2 con rồi, còn 4 con nữa. Ủa mày mở hát lên chi vậy? Tại mấy con ma nó ghê quá à. Tao mở áp lên nhìn cho nó cứ tan xíu. Trời ơi, sao con ma ai mà công nhận dễ thương thiệt nha. Ơi con vậy nó đỡ sợ mày công nhận không? Ôi, công nhận đỡ sợ thiệt luôn á. Đó mày hay chơi dễ thương chưa? Đây là phương pháp mới cho những người sợ ma nhưng mà thích coi phim ma. Những con ma cute. Ủa hết sợ luôn thiệt luôn hả? Hết luôn rồi. Nice. Trời ơi coi này nhìn dễ thương quá chừng mà sợ gì. Thích à? Ừ. Coi hết bộ này coi bộ sau nữa. Coi được ba nữa. Coi được trọn bộ phim luôn. À, cái gì vậy bà nội? Chiều tầm sư học đạo được một cái trò ảo thuật rất là ghê gớm. Thấy không? Một tờ tiền biến thành 2 tờ tiền. Ừ. Một tờ biến thành 2 tờ. Ừ. Giờ mày có tờ 500 mà mày bỏ vô đây đi. Mày bỏ tờ 500 tổn bà lạc xì bùa cái nó thành 2 tờ. Wow. Đó. Vô. Đây. Nè tờ 500 nè. Nè bây giờ tao chỉ nè. Mày học luôn nè. Tờ 500 xếp lại làm 4. Bỏ vô chính giữa. Được chưa? Gấp nhỏ lại. Ấm là xì bùa. Bum bum. Ý. Ú. Vô nè. Mở nha. Ý. Tinh tinh. Ừ, thì vậy hả? Thì một tờ biết thành 2 tờ. Ủa là tiền của tao đâu? Bây giờ mày chuẩn bị tinh thần chưa? Có một trận bão lớn sắp tới rồi nè. Bây giờ tao nói mày mấy ngày hôm nay hả? Là ở trên TikTok hả? Toàn là mấy cái câu hỏi vô tri không mẹ? Cái trend gì mà kỳ vậy trời? Ủa vô tri là sao? Là sao? Sao là vô tri? Nè, mày nghe tao hỏi nha, rồi mày trả lời con mày có vô tri không? Mày bảo đảm mày trả lời một chút xíu là mày vô tri không tụi nó luôn. Bà đó bị cái gì? Bà đó là ai? Bị gì là bị gì? Thì tao đâu có biết bà đó là ai đâu mà nó hỏi bà đó là ai bị cái gì? Bà bị gì kệ bà chứ, tự nhiên bà đó là ai? Rồi tiếp, nó hỏi tiếp. Tao nói nghe. Bà đó bò đá hả? Bà bị bò đá đúng không? Chắc vậy. Đúng rồi hả? Bà đó là bò đá. Trời ơi. Bà bị bò đá. Gửi câu trả lời tới bạn ấy. Nè, tiếp nó hỏi tiếp. Nhắc được cái gì rồi trả cho ai làm nhau nữa? Nhắc được gì? Lần được gì? Trả ai? Giống để tao lượm được cái quần, tao vô lên tao hỏi quần này của ai? Quần này của ai? Trời ơi. Rồi nó hỏi cam sành ăn với cái gì có bị làm sao không? Là sao nữa trời? Cam sành ăn với gì? Em với gì cũng được. Mua em gì ăn mà cam sành là gì? Cam sành là canh xàm à? Sao? Cái đáp này là nó xàm thì có. Cam sành mà ăn với cái gì là cũng bị cái gì vậy? Nó quá vô tri rồi. Rồi nó hỏi người ấy ra đi năm nào. Người ấy là ai? Là người yêu cũ của mày hay sao? Trời ơi. Là sao? Sao mà mày đi hỏi tao? Rồi tiếp tục nó hỏi căn bậc 2 của mấy bằng bao nhiêu? Bây giờ toán học theo cái chiều hướng gọi là muốn nhiều là muốn đó. Sao mà chuyển đổi chủ đề liên thiên vậy? Ủa, rồi sao rồi? Đi lấy toán học thì cái câu này mới sốc nè. Nó hỏi cái đó của người ấy ở đâu là sao luôn? Người ấy là ai mà cái đó là ở đâu? Cái đó là cái gì mới được? Rồi cái trái gì mà vỏ màu gì ruột màu đó? Nó rồi có không? Có màu gì ruột màu đó? Ôi vậy hả? Nó hỏi dữ chưa trời? Hỏi gì dữ vậy? Sao quá nhức đầu luôn rồi. Rồi bây giờ nó hỏi làm sao để có được đó? Có cái gì? Có được nó là có cái gì? Có được nó là làm sao? Làm sao? Trời ơi, tôi quá nhức đầu rồi. Bỏ tay luôn thì sự quá nhức đầu với mấy đứa này rồi. Trời ơi, bớt hỏi mấy cô vô tri giùm tao đi. Trời ơi, để tao nghĩ ra content mới tao quay cho. Chứ giờ tụi bay hỏi mấy cô vô tri gì đi. Tao đọc tao mệt lắm luôn.